Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự, xã hội cũng như những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt ở Trịnh Châu phải chăng đã được cảnh báo từ một năm trước bởi một chuyện quái lạ? Dân gian thường nói, trước khi xảy ra các tai họa nước, lửa, đao, binh, âm phủ đều phải làm sổ tạo kiếp. Đại khái nó dùng để xác định phạm vi phát sinh tai họa, loại hình và người chết tương ứng. Như vậy, xem ra trong cõi U Minh, hết thảy đều là có sắp xếp. Sông Hoàng Hà và sông Dương Tử là hai dòng sông mẹ mà dân tộc Trung Hoa tự hào, đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu thế hệ người dân Trung Hoa suốt 5.000 năm. Đồng thời, sông Hoàng Hà còn được gọi là nỗi bi thương của Trung Quốc. Theo thống kê, từ năm Văn Đế thứ 12 triều Tây Hán năm 168 trước Công Nguyên đến năm Đạo Quang thứ 20 triều Thanh năm 1840 đã có 316 trận hồng thủy trên sông Hoàng Hà. Bình quân cứ 6 năm thì có một trận lũ xảy ra, tần suất cao khiến người ta kinh hãi. Trận lụt đã lập kỷ lục trong lịch sử thế giới là trận lụt thảm khốc trên sông Hoàng Hà vào năm Quang Tự thứ 13 năm 1887. Vào năm Quang Tự thứ 13 năm 1887, sông Hoàng Hà tại Thập Bảo Hạ Tấn Trịnh Châu đã bị vỡ đê. Ban đầu, miệng đê vỡ chỉ dài hơn 30 trượng khoảng 90 mét, nhưng sau 3 ngày nó đã biến thành hơn 300 trượng khoảng 900 mét, tăng hơn 10 lần. Sông Hoàng Hà chảy vào sông Giả Lỗ ở phía nam, sông Hội Qua ở phía đông, Chu Gia Khẩu ở phía nam nhập vào sông Hoài Hà. Sau đó toàn bộ con sông tiếp tục chảy và gây ra thảm họa nghiêm trọng. Trịnh Châu, một thành phố nội địa lớn của đồng bằng Trung Nguyên, đã trở thành nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Sau khi sông Hoàng Hà vỡ tung, dòng nước hung mãnh chỉ trong vài giây đã bao vây thành phố Trịnh Châu. Nước ngập sâu mười mấy mét và phá hủy thành phố Trung Mưu. Khi đỉnh lũ lên tới thành cổ Khai Phong, mực nước đã lên tới gần 40 mét, hoàn toàn ngập lụt hàng nghìn ngôi làng và thị trấn ở phía đông Khai Phong. Lũ chảy đến đâu, thành trì đều bị dìm trong nước. Các quan thự, chùa miếu và các tòa nhà dân cư toàn bộ đều sụp đổ. Theo dữ liệu lịch sử, thảm họa này xảy ra vào năm Quang Tự thứ 13 năm 1887. Đây là thảm họa lớn nhất sau vụ vỡ đê ở Đồng Ngọa Xương vào năm Quang Tự thứ 11 năm 1885. Vụ vỡ sông Hoàng Hà lần này đã khiến hơn 2 triệu người, có người nói là 930.000 người, có người cho biết ước tính cẩn thận nhất là 1,5 triệu người, có người cho biết là 7 triệu người đã thiệt mạng. Học giả lịch sử nhà Thanh Hạ Minh Phương gọi đây là thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc cận đại. Peter Hope, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Middlesex, Vương quốc Anh, gọi đây là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Tương truyền rằng trước khi đê sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu bị vỡ, có một vị quan tổng đốc tên là Dương Dụ Đình sống ở phủ quan Biện Lương, nay là Khai Phong, Hà Nam. Vào một năm trước trận lụt Trịnh Châu, ông ta đột nhiên bị ốm. Bạn bè của ông ấy là Chu Tử Cấp và Ngô Tuấn Khanh đã cùng nhau đến thăm. Khi nhìn thấy Dương Dụ Đình, chỉ thấy ông ấy bị bệnh nói mê, không ngừng nói lặp đi lặp lại rằng bận làm sổ tạo kiếp, sau khi nói xong lại chợt cười to. Tất cả mọi người cảm giác kỳ quái, liền hỏi ông cười cái gì. Dương Dụ Đình nói, ta cười mạnh tắc đội mũ đồng gấp 4 đoạn, chốc chốc lại bị rơi xuống. Ông ấy trăm công ngàn việc, vậy mà tay lúc nào cũng phải đỡ lấy mũ. Bộ dáng người của ông ấy thực sự rất buồn cười. Lại hỏi mạnh tắc ở đâu? Dương Dụ Đình trả lời, chúng tôi đang làm việc cùng nhau. Mạnh tắc tự là Trương Biệt Giá. Trương Biệt Giá sống ở đường phố Mã Hào, thành Biện Lương, cách xa ngõ Song Long, nơi Dương Dụ Đình sinh sống. Chu Tử Cấp và Ngô Tuấn Khanh lại cùng nhau đi thăm dò về Trương Biệt Giá, đến nơi mới biết rằng Trương Biệt Giá cũng đang bị bệnh. Vào nhà xem xét, triệu chứng giống hệt Dương Dụ Đình, lời nói ra cũng giống như Dương Dụ Đình nói vậy. Ông ta cũng nói nào là bận làm sổ tạo kiếp, hơn nữa giống như Dương Dụ Đình miêu tả, không ngừng nâng tay trái lên bên tai làm dáng vẻ đỡ mũ. Hai người xem xét thấy rằng đây không phải là dấu hiệu tốt, lúc này vợ của Trương Biệt Giá ra hỏi, các ông thấy bệnh của Mạch Tắc như thế nào? Hai người chỉ nói vài câu an ủi, không đem tình hình thực tế nói cho cô ấy biết.
Không lâu sau, Dương Dụ Đình và Trương Biệt Giá lần lượt qua đời. Năm đó là năm Quang Tự thứ 12, năm 1886. Đến năm sau, sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu vỡ đê, chết đuối vô số người, lúc này mới biết được bận làm sổ tạo kiếp là vì chuyện này. Điều này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến trận mưa lớn hiếm thấy ở Trịnh Châu gây thương vong nặng nề vào ngày 20 tháng 7 năm nay. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng là vào tháng 6 năm 2020, cũng tại Trịnh Châu, Hà Nam, có một người đàn ông đã cải trang thành Mạnh Bà ở đường phố để giao canh. Rất đông người dân đã vây quanh để xem, đồng thời xếp hàng ăn canh. Có người từ nơi khác đã chạy đến xếp hàng suốt 2 giờ, có người nói đùa rằng ăn xong bát canh này có thể quên đi phiền não. Đoạn video cho thấy, trước một nồi canh bốc hơi nghi ngút, có một vị chủ quán hoa trang thành Mạnh Bà. Mạnh Bà lần lượt phục vụ canh miễn phí cho khách qua đường. Canh Mạnh Bà có tổng cộng 4 loại hương vị: ngọt, bùi, cay, đắng. Tại hiện trường, mọi người chụp ảnh, phát sóng trực tiếp, quay video và vây kín Mạnh Bà. Muốn uống một bát canh Mạnh Bà thì phải xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên sau khi xem và thốt lên, đây phải chăng chính là dị tượng tại nhân gian, cảnh báo rằng đại kiếp nạn có lẽ đang ở ngay trước mắt. Nhân viên tàu điện ngầm Trịnh Châu, thảm kịch trên tàu là nhân họa. Mưa lớn nhiều ngày khiến thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Lũ lụt đã làm ngập tàu điện ngầm Trịnh Châu, khiến ít nhất 500 hành khách bị mắc kẹt trong toa và nhiều người chết trên sân ga. Theo một người tự xưng là nhân viên tàu điện ngầm tiết lộ, sau khi nhận được cảnh báo đỏ mưa lớn, lãnh đạo của họ vẫn kiên quyết hoạt động tuyến tàu và cuối cùng dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, các đợt mưa lớn khiến ít nhất 3 triệu người, 877 thôn và thị trấn, 103 huyện và thành phố trên toàn tỉnh gặp nạn, làm 33 người chết, 8 người mất tích. Toàn tỉnh đã di chuyển khẩn cấp 256.000 người đến nơi an toàn, 215,2 nghìn hectare nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế ước tính là 1,22 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, đông đảo ngoại giới đặt nghi vấn về con số thương vong mà chính quyền Trung Quốc công bố. Gần đây, một cư dân mạng tự xưng là nhân viên tàu điện ngầm Trịnh Châu đã tiết lộ trên mạng rằng những người thương vong của trận lũ lụt lần này là do con người gây nên. Người này nói rằng, mặc dù cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo sấm sét, mưa to, gió lớn, thậm chí cảnh báo đỏ mưa lớn, nhưng lãnh đạo của anh vẫn kiên quyết hoạt động tuyến tàu. Cuối cùng, dẫn đến kết cục không thể cứu vãn được. Anh nói, chính người ra quyết sách không am hiểu tình hình hiện trường nên không xử lý kịp thời. Từ lúc nước chảy vào đầu đường ray rồi chảy đến cuối đường ray, chảy lên bề mặt đường ray rồi ngập đến khi tàu không thể di chuyển được. Rồi khi cắt điện và nước tràn vào khắp các khoang tàu, cuối cùng là không còn hy vọng sống sót. Toàn bộ quá trình này không phải là diễn ra cùng một lúc. Ở giữa mỗi giai đoạn là có thời gian trống, có rất nhiều cơ hội, nhưng người ta ra quyết sách đã không chắc chắn và do dự. Nhân viên này cáo buộc người ra quyết sách là kẻ sát nhân. Nhân viên lái tàu trực ca đã không cho tàu dừng lại ở trạm đầu tiên, cũng không mở cửa sơ tán hành khách xuống sân ga và tổ chức cho mọi người thắt ra ngoài khi nước lũ còn thấp. Theo tờ Hetna Business Daily đưa tin, trước khi Trịnh Châu hứng chịu trận lũ cực lớn này, cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra 1.427 mẫu tin cảnh báo về sấm sét, mưa rông và gió giật, cũng như 162 thông báo cảnh báo đỏ mưa bão. Thành phố Trịnh Châu đã gửi 540.000 cảnh báo sớm cho 22.500 người chịu trách nhiệm ứng cứu khẩn cấp trong toàn thành phố, đồng thời gửi cảnh báo mưa bão tới 120 triệu người qua tin nhắn văn bản trên điện thoại di động. Đến nay, nguyên nhân của vụ tai nạn mà chính quyền công bố vẫn rất mơ hồ và không công bố chi tiết về quyết sách của đơn vị tàu điện ngầm Trịnh Châu. Đường hầm Trịnh Châu có thể đã chôn vùi ít nhất 4.000 người. Trận mưa lớn vừa qua ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cộng với việc xả lũ từ hồ chứa đã khiến toàn bộ thành phố này trở thành một đại dương mênh mông. Sau khi tàu điện ngầm số 5 xảy ra sự cố, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt và thiệt mạng, đường hầm Kinh Quảng ở Trịnh Châu cũng nhanh chóng bị ngập trong thời gian ngắn. Có thể có hàng nghìn người đã chết trong đường hầm này. Theo tờ báo địa phương Tihe Daily, đường hầm Kinh Quảng, đoạn giao nhau giữa đường Kinh Quảng và đường Lũng Hải ở thành phố Trịnh Châu, là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có rất nhiều người bị mắc kẹt và một lượng lớn ô tô bị đẩy vào đường hầm.
Tờ Nhật báo Hà Nam cũng đưa tin vào khoảng 3 giờ chiều, bên trong đường hầm vẫn còn ứ đọng đầy nước. Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu bơm nước ra ngoài và một lượng lớn phương tiện giao thông xếp chồng lên nhau ở cửa hầm. Hiện trường có rất đông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân bị cấm đến gần. Video do người dân đăng tải cũng cho biết lực lượng chức năng đã bắt đầu căng dây tại hiện trường. Theo danh sách những người mất tích do The Paper công bố, có hai thiếu niên 14 tuổi đã mất liên lạc sau khi bị mắc kẹt trong đường hầm kinh hoàng. Bài báo cho biết, sau khi hai thiếu niên đi xe đạp điện vào đường hầm, một người gọi điện cho bạn cùng lớp lúc 4:42 chiều và nói rằng chiếc xe đạp điện đã bị cuốn vào trong hầm. Chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị ngắt kết nối và hai em mất liên lạc. Sau đó, hai bạn cùng lớp khác đã đến cửa hầm lúc khoảng 5 giờ chiều. Lúc đó, nước bên ngoài hầm đã ngập đến đầu gối, dòng nước chảy xiết nên không thể vào hầm để kiểm tra. Hiện vẫn chưa thể xác định được tình trạng sống chết của hai thiếu niên này. Còn tờ Caixin đưa tin vào lúc 10 giờ tối rằng, theo nguồn tin nội bộ, chính quyền cho biết vào cùng ngày có ít nhất hai người đã thiệt mạng trong đường hầm. Những người đã chết được trục vớt trong quá trình bơm nước ra ngoài. Một người phụ nữ được vớt ở đoạn phía bắc của đường hầm. Theo báo cáo của Kankan News, do lượng mưa lớn, nhiều đoạn đường hầm trên đường Kinh Quảng Bắc đầy nước tù đọng. Chỗ sâu nhất có thể lên tới 6 mét. Lực lượng cứu hộ cảm thán rằng, tôi đã gặp thảm cảnh lũ lụt ở Sơn Đông và An Huy, nhưng chưa gặp thảm họa nào lớn như Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ ước tính, theo lượng nước tù đọng có thể phải mất một tuần để rút toàn bộ nước. Báo cáo chỉ ra rằng hiện tại không thể xác nhận những người thương vong trong đường hầm Kinh Quảng và sẽ mất ít nhất 3 ngày để nước rút từ từ, sau đó mới có thể tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã phong tỏa hiện trường và sự thật có thể sẽ không được tiết lộ. Trong video trực tuyến, có thể nghe thấy người quay phim mô tả: nhìn này, xem này, đường hầm Kinh Quảng biến thành cái gì rồi? Bây giờ không thể bơm nước ra, bên trong hầm nhồi nhét đầy xe, trong xe đều có tài xế, đều có người đó. Còn có cả các gia đình, mọi người nói xem phải làm sao đây? Một người dân địa phương cũng giải thích trong khi quay phim, bây giờ là hơn 8 giờ sáng ở giao lộ phía nam của đường Kinh Quảng và đường Lũng Hải, thành phố Trịnh Châu. Cả hai hướng đi đều bị gián đoạn. Nhìn trực quan, độ sâu của hầm khoảng hơn 5 mét, lối vào hầm có độ dốc, có một chiếc ô tô bị lật ngửa, thân xe dày khoảng hơn 1 mét. Người dân này cũng thở dài cho biết hàng trăm xe ô tô xếp chồng lên nhau, có rất nhiều người đứng xem. Xe cộ ngổn ngang xếp chồng lên nhau trông thảm quá. Hiện tại cứu hộ cũng muộn rồi, ở Trịnh Châu đâu đâu cũng thấy cảnh tương tự. Một cư dân mạng khác nói rằng khả năng là có hàng nghìn người Trung Quốc đã chết ở đây. Tuy nhiên Trung Quốc không có tự do truyền thông, họ đang điên cuồng che đậy dữ liệu tử vong thực sự. Theo cư dân mạng, tổng chiều dài của đường hầm là khoảng 4,9 km. Lấy giả thuyết 5 phút nữa, nước mới ngập đến đỉnh, những người đang đứng ở chính giữa đường hầm ngay lập tức bỏ xe chạy về phía cửa hầm, dùng tốc độ chạy đường dài như trong kỳ thi cấp 3 giữa đường thì gặp nước dâng cao làm ảnh hưởng đến tốc độ. Vì vậy, về mặt lý thuyết thì những người bị mắc kẹt trong hầm không thể chạy thoát ra ngoài. Hơn nữa, khi gặp khó khăn, không có mấy người hành động quyết đoán, từ đó cho thấy số người chết phải cao đến mức đáng báo động. Một cư dân mạng khác ước tính thận trọng, nếu chiều dài ô tô là 5 mét, khoảng cách giữa ô tô trước và ô tô sau là 3 mét, vậy tổng sẽ là 5 cộng 3 bằng 8 mét. Đường hầm dài khoảng 4.300 mét, vậy sẽ có khoảng 4.300 chia 8 bằng 537 xe trên một làn. Và có khoảng 6 làn thì 6 nhân 530 bằng 3.180 xe trong 6 làn. Trong mỗi một ô tô có khoảng 1,5 người, vậy trong 3.000 ô tô sẽ có 3.000 nhân 1,5 bằng 4.500 người. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.